Thưa quý vị và các bạn, sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Điện Biên đã tìm thấy thi thể của công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện Phi Lĩnh, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết đã tìm thấy thi thể công nhân Lý A Dia, 25 tuổi, ở xã Sipafin, bị lũ cuốn vào hầm thủy điện Phi Lĩnh vào sáng 3 tháng 7. Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở cuối đường hầm số 3 thủy điện Phi Lĩnh. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Pồ, cửa số 3 hầm thủy điện Phi Lĩnh có chiều dài hơn 230m, chiều rộng hơn 3m, độ dốc 5%, bị lũ cuốn nước vào đầy hầm nên công tác cứu hộ hết sức khó khăn. Tỉnh Điện Biên đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện, đoàn kinh tế huyện, đoàn kinh tế quốc phòng 379, đồn biên phòng, dân quân tự vệ, lực lượng cứu hộ của huyện và nhân dân địa phương cùng với các loại máy móc, phương tiện hiện đại đã dốc sức tìm kiếm xuyên ngày đêm. Và đến 22 giờ đêm ngày 7 tháng 7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân ở cuối đường hầm.